dầu. Bài 2 có tông trong tay cối. Để kia bà ta đi đi. Úi dồi ôi, bỏ cái gì lên đầu em á con, bỏ ra đi. Bạn kia, đừng có bỏ đất đồ lên đầu em nha. Buồn thế. Không có tẹo sao đâu. Tẹo á? Làm gì phải tẹo. Chơi đi rồi tí nữa mẹ vô mẹ tắm rửa cho rồi mẹ cho kẹo. Mẹ cho kẹo gì? Nhiều kẹo lắm. Kẹo. Nhiều kẹo gì? Chơi ngoan đi rồi mẹ cho nhiều kẹo. Nhiều kẹo gì? Thì con chơi với em Ti đi, tí nữa vô mẹ cho. Nhiều kẹo. Mẹ cho ta gì? Hả? Mẹ cho kẹo gì? Nhiều lắm. Mẹ cho kẹo gì? Thì con chơi với em đi. Nè. Rau nè, hái cái hạt này hai chị em chơi nè. Đó. Hạt bông tươi. Con lấy đúng không? Đây. Nhiều hạt thế này mà chị gấu không biết lấy cho em nè. Đấy. Rồi chị em ngồi chơi đi. Đấy, bỏ hết lên đầu em rồi. Đi ngồi chơi với chị nha. Chơi với em đi con. Không. Đó. Chơi với em kìa. Mẹ sáo mất mấy cây hoa rồi. Đi trong ngồi buồn thế. Thì lúc nào cũng ngồi buồn thận thiêu chứ. Cho thế. Ngồi đây nhổ cỏ cho mẹ nè. Thấy cỏ này mẹ, con cua luôn à. Thích không? Thích. Ngồi đây mát nhờ. Con mở ta ngày phố chân con. Đấy, cỏ đây đầy nè. Con mở ta ngày phố bụng chân con nữa. Ừ. Trời đầy cỏ này mà gấu không biết nhổ cho mẹ này. Đi thì do nó mới lên chứ. Đi chơi với chị gấu kìa, lại kia chơi với chị gấu kìa. Đi đi, đi đi. Chị gấu dẫn em đi chơi đi này. Dẫn em đi chơi này. Nè, em ngồi đây nhìn chán quá. Đi, đó, dẫn em đi chơi này.
đá cô với. Đi đâu ạ? Mẹ chị đi ngay. Mẹ chị lấy ra cho chị đi. Đá của chỗ chị đi. Theo ngược đường đá. Phải. Phải. Đứa ơi, tối rồi đi vô nhà đi tắm rửa đi con đi. Con không tắm đâu. Sao lại không tắm con? Tí tí mệt hay sao ấy? Mệt hay sao mà ngồi buồn thế hả? Đi, đi vô nhà đi. Nào. Đi đi đằng này con ơi. Đi đằng này này, đi đằng đấy mẹ chưa làm xong. Đi.